Kỳ lân Grab, tích hợp crypto, Visa thường nghiệm thanh toán USDC. Liệu những tin tức này có đủ để khiến thị trường xanh trở lại trong tuần tới? Hãy cùng Irene tìm hiểu về những tin tức crypto và blockchain quan trọng ở trong tuần vừa rồi với số tiếp theo của series tuần qua có gì nhé. Và nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ phía bên dưới để nắm được những thông tin mới nhất từ phía Coin68TV của mình nhé. Và không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Thông tin đầu tiên đó chính là Kỳ Lân gọi xe Grab tích hợp crypto. Mình tin là những anh em ở đây đã ít nhất một lần sử dụng Grab hoặc là đã nghe đến cái tên Grab rồi đúng không nào? Vậy anh em đã bao giờ nghĩ là có thể trả tiền crypto để có thể sử dụng các ứng dụng ở trên Grab hay chưa? Theo tờ Bloomberg thì giờ đây, người dùng Grab đã có thể thiết lập ví Web3, nhận thưởng trên blockchain và hiển thị NFT còn nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra thì Grab đã hợp tác với cơ quan tiền tệ Singapore để mang đến voucher NFT cho các món ăn và trải nghiệm phổ biến ở trong thành phố. Theo ảnh chụp màn hình ứng dụng được các hãng truyền thông tìm thấy thì theo những người dùng, có thể dịch vụ mới sẽ nhắm đến thị trường Singapore trước tiên và Polygon sẽ là cái tên duy nhất được ví hỗ trợ. Ngoài ra thì ví cũng sẽ triển khai tương tự ví tập trung của Binance, không có private key mà được bảo mật bằng mã PIN. Do đó thì trong các trường hợp mà anh em cần khôi phục tài khoản thì người dùng sẽ cần phải trả lời đúng tất cả những câu hỏi và câu trả lời đã được thiết lập sẵn từ trước. Song đến hiện giờ thì vẫn chưa rõ liệu ứng dụng có thể tích hợp thanh toán crypto hay không. Giao diện mục Finance của ứng dụng Grab tại Singapore thì đã hiển thị icon Web3. Grab thì đã là một ứng dụng rất phổ biến tại Đông Nam Á cũng như tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì Grab là một công ty đa quốc gia hoạt động ở trong lĩnh vực giao thông vận tải và công nghệ thông tin, đặt trụ sở chính tại Singapore. Grab thì hiện tại đang duy trì hơn 34,9 triệu người dùng hàng tháng tính đến quý 3 năm 2022. Kỳ Lân này thì hoạt động trên hơn 500 thành phố với đa dạng các dịch vụ như là đặt xe, giao đồ ăn, giao hàng trọn gói hay là thanh toán trực tuyến v.v. và còn rất nhiều ứng dụng khác nữa. Tin tức thứ hai đó chính là Visa thử nghiệm thanh toán stablecoin USDC trên Solana. Theo thông báo đăng tải tối ngày 5 tháng 9 vừa qua thì Visa sẽ tiến hành thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin ở trên blockchain là Solana. Công ty thì sẽ hợp tác với hai đơn vị đối tác là WorldPay và Nuvel để tiến hành thử nghiệm. Visa thì cũng đã di chuyển hàng triệu USDC từ Ethereum sang Solana để giúp cho các đối tác thử nghiệm hoạt động thanh toán thông qua mạng lưới VisaNet. Giám đốc bộ phận crypto của Visa thì cho biết là sẽ tăng cường quá trình tiếp nhận thanh toán stablecoin để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền xuyên biên giới ngày càng cao của nhiều khách hàng bằng cách là sử dụng stablecoin USDC và những mạng lưới blockchain toàn cầu như là Solana và Ethereum. Thì chúng tôi đang cải thiện tốc độ thanh toán xuyên biên giới ở cho khách hàng cũng như là mang đến một lựa chọn hiện đại để người dùng có thể gửi và nhận tiền về tài khoản Visa. Động thái mới của Visa thì chỉ diễn ra ít lâu sau khi đối thủ của họ là PayPal công bố stablecoin do công ty này tự phát triển là PayPal USD hay là PYUSD nhằm giành lấy thị phần thanh toán stablecoin. Visa thì là ông lớn ngành thương mại điện tử thứ hai được Solana hợp tác ở trong những tuần trở lại đây, tiếp nối thành công của Shopify vào hồi tháng 8 vừa qua. Thông tin tiếp theo là về hai đề xuất ETF Ethereum Spot đầu tiên tại Mỹ được công bố. Theo hồ sơ được đăng tải vào rạng sáng ngày 7 tháng 9 vừa qua thì hai hãng tài chính lớn tại phố Wall là ARK Invest và VanEck đã muốn Ủy ban Chứng khoán Mỹ là SEC xem xét và cho phép họ thiết lập sản phẩm đầu tư là quỹ ETF Ethereum dạng Spot. Cả hai quỹ ETF Ethereum Spot nếu được thông qua thì sẽ mở giao dịch ở trên sàn chứng khoán BZX, đồng thời sử dụng sàn Coinbase để làm đơn vị lưu ký Ethereum và đáp ứng yêu cầu giám sát giá trị. Đây là hai đề xuất ETF Ethereum Spot đầu tiên được ra mắt tại Mỹ, tiếp nối cho làn sóng các ETF Bitcoin Spot do nhiều ông lớn phố Wall hậu thuẫn trong thời gian qua. Tương tự thì các sản phẩm quỹ đầu tư này sẽ trực tiếp nắm giữ BTC, ETH rồi phát hành cổ phiếu dựa trên đó, cho phép các nhà đầu tư phổ thông lẫn các quỹ lớn có thể bỏ tiền vào hai đồng crypto này mà không cần phải nắm giữ trực tiếp chúng. Tất cả thì đều lựa chọn Coinbase làm đơn vị lưu ký crypto, bất chấp việc sàn giao dịch này thì đang bị chính SEC kiện với cáo buộc niêm yết chứng khoán. Và đầu tháng 9 vừa qua thì SEC đã trì hoãn việc ra quyết định đối với tất cả là ETF Bitcoin Spot rời hạn sang lịch tiếp theo vào giữa tháng 10. Mặc dù vậy thì với nhiều tín hiệu tích cực như là ETF được các ông lớn phố Wall lăng xê và Grayscale thì giành được chiến thắng pháp lý trước SEC thì nhiều nhà phân tích đã dự báo tỷ lệ ETF Bitcoin Spot xuất hiện ở trong năm 2023 lên đến 75%,
tức là khả năng cao có thể được phát hành trong năm 2023 tới. Ngoài ra thì thị trường cũng đang quan tâm đến loạt đề xuất ETF Ethereum Future nổi lên vào tháng 7 và tháng 8 vừa rồi, tham chiếu giá dựa trên hợp đồng tương lai Ethereum thay vì giá Ethereum Spot. Giá của Ethereum thì đã phản ứng khá tích cực trước tin tức ARK Invest và VanEck đề xuất lập quỹ ETF Ethereum Spot, tuy nhiên lại nhanh chóng thụt lùi ngay sau đó. Thông tin tiếp theo là CFTC buộc tội 3 dự án DeFi gồm Opin, OX và Deridex. Theo cáo trạng công bố vào rạng sáng ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam, thì Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn CFTC của Mỹ đã ra cáo trạng buộc tội 3 dự án DeFi đăng ký thành lập trong lãnh thổ Hoa Kỳ là Opin, 0x là OX và Deridex với cáo buộc tiến hành hoạt động giao dịch phái sinh trái phép. CFTC thì cho rằng cả ba nền tảng trên đều đang sử dụng blockchain và smart contract để làm công cụ tiến hành hoạt động giao dịch, nhưng lại không đăng ký lên cơ quan này với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ hoán đổi tài sản hay là trung gian điều hành thị trường giao dịch, dẫn tới việc cung cấp trái phép các sản phẩm phái sinh tương lai và giao dịch ký quỹ dựa trên tài sản kỹ thuật số. Cả ba thì đều không áp dụng các biện pháp xác minh danh tính khách hàng hay còn gọi là KYC. Ủy ban thì yêu cầu Opin, OX và Deridex phải dừng tất cả các hành vi sai phạm và nộp phạt lần lượt 250.000, 200.000 và 100.000 đô la Mỹ. Cả ba dự án thì đều đồng ý nộp phạt để tránh có thêm rắc rối với CFTC. Tuy nhiên, theo tờ Coindesk thì điều đáng ngạc nhiên ở đây đó chính là CFTC thì từng tuyển dụng ông Jason Sensato, một nhân sự pháp lý dưới trướng OX Lab về để quản lý mảng nghiên cứu fintech. Người này thì hiện tại đang là giám đốc pháp lý tại Bắc Mỹ cho Chainalysis, đơn vị nghiên cứu dữ liệu blockchain và chuyên cố vấn cho các công ty cũng như là chính quyền tại đây. Đây thì là nhóm các dự án DeFi đầu tiên bị cơ quan quản lý tài chính của Mỹ xử phạt và cáo buộc tiến hành các giao dịch phái sinh trái phép dù là dựa trên crypto. CFTC vào năm 2022 thì cũng đã từng kiện một dự án DAO khác là OKDAO vì chào bán trái phép tài sản và đã thắng kiện vào tháng 6 năm 2023. CFTC sau đó thì đã yêu cầu dự án phải dừng hoạt động tại Mỹ và nộp phạt hơn 640.000 đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia pháp lý crypto sau hai vụ việc trên thì đã kêu gọi các dự án DeFi có chức năng giao dịch phải chặn, không cho phép người dùng Mỹ tiếp cận nếu không muốn bị giới chức tài chính xứ cờ hoa sờ gáy. Tuy nhiên, cáo trạng vụ Opin của CFTC thì lại cho thấy rằng dự án thì đã có những biện pháp để chặn người dùng tại Mỹ, thế nhưng CFTC vẫn cho rằng những nỗ lực trên của họ là chưa thỏa đáng. Quốc hội Mỹ gần đây thì cũng đã thảo luận về một dự luật đánh thuế các nhà môi giới crypto, bao hàm cả các giao thức DeFi. Và tiếp theo thì anh em hãy cùng Irene điểm qua một số tin vắn đáng chú ý trong tuần nhé. Thông tin đầu tiên là về một cá voi Ethereum bị lừa hơn 24 triệu đô do phishing. Thật đáng buồn khi mà không chỉ những cá con như chúng ta bị các hacker làm thịt, mà ngay cả một ông cá mập lớn ở trong thị trường cũng đã trở thành miếng mồi ngon của hacker. Vào rạng sáng ngày 7 tháng 9 năm 2023 thì một ví cá voi với địa chỉ ví là 0x13e3 đã bị đánh cắp 24,23 triệu USD khi mà giao dịch STETH và RETH, khả năng cao là vì nhấn vào liên kết có phishing. Theo Scam Sniffer thì ví cá voi 0x13e3 này đã bị rút mất 4.850 RETH, tức là khoảng 8,5 triệu đô la Mỹ và khoảng 9.500 STETH, tức là khoảng 15,6 triệu đô chỉ với hai giao dịch duy nhất. Số lượng STETH và RETH sau đó thì đã được chuyển trực tiếp đến ví 0x693B của kẻ tấn công. Sau đó thì ví 0x693B này đã quy đổi STETH và RETH thành Ethereum và chuyển đến 3 địa chỉ ví khác nhau khác. RETH và STETH thì lần lượt là các token khóa liquid staking của Rocket Pool và Lido. Khi mà kiểm tra lượng STETH của ví này thông qua mục portfolio ở trên D-Bank thì chúng ta có thể thấy lượng STETH ở trên giao thức của Lido thì gần như là bằng không, lượng ST này thì còn lại ở trên Lido. Vậy nguyên nhân tại sao ví cá voi này lại bị hack? Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên thì khi kiểm tra hai giao dịch của ví cá voi thì chúng ta có thể thấy sự tham gia của một ví có địa chỉ là 0x4c10. Ví này thì cũng đã được Etherscan đánh dấu là fake phishing trước đó. Trước khi được chuyển lần lượt 24 triệu RETH và STETH thì ví cá voi 0x13e3 đã đồng ý và ký thực hiện giao dịch thông qua phương thức là increase allowance. Việc này thì đã cấp quyền cho kẻ lừa đảo có thể tăng lượng token được rút ra. Ví cá voi này thì đã thực hiện ký giao dịch thông qua phương thức trên thông qua việc được phát hiện từ Scam Sniffer. Theo Scam Sniffer thì ví 0x4c10 không chỉ có liên quan đến vụ việc lần này, mà trước đó ví này đã có liên hệ với rất nhiều các trang web lừa đảo tiền mã hóa khác. Dựa trên công cụ đánh giá thì ví 0x4c10 này được khoanh vùng ở nhiều các sự kiện hack ví và có điểm surf là 100 điểm. Ngoài ra thì Scam Sniffer cũng chỉ ra những đường link phishing liên quan đến vụ việc trên.
Nếu nhìn lại sự việc trên thì có thể thấy là ví cá voi đã truy cập vào một trang web tiền mã hóa có chứa liên kết phishing và trong lúc ký giao dịch thì đã bất cẩn bị một kẻ lừa đảo rút mất một lượng lớn STETH và RETH. Mặc dù vậy thì số dư ở trong ví của nạn nhân lúc này vẫn còn hơn 16,3 triệu đô. Tin tức tiếp theo đó chính là lộ diện cụ 1.750 địa chỉ ví có nắm giữ 16 tỷ đô la Mỹ Bitcoin của Grayscale. Tiếp nối series khui cụm ví của các quỹ lớn thì lần này Arkham đã công bố địa chỉ ví có liên hệ đến quỹ GBTC của Grayscale. Theo Arkham thì Grayscale đang sở hữu hơn 627.000 Bitcoin, đứng thứ hai thế giới về lượng Bitcoin đang nắm giữ với giá trị thị trường ở thời điểm quay video này là khoảng 16,1 tỷ đô la Mỹ. GBTC thì là sản phẩm quỹ đầu tư Bitcoin của Grayscale và đã đề xuất chuyển đổi thành quỹ ETF sau cuộc kháng cáo thành công trước SEC. Các phát hiện của Arkham thì cho thấy là Grayscale cũng đã là quỹ nắm giữ nhiều Ethereum lớn thứ hai ở trên mạng Ethereum với khối tiền lên đến 4,8 tỷ đô la Mỹ. Số Ether này thì đã được dùng để làm tài sản phục vụ cho các sản phẩm khác của công ty có tên là GETH với mô hình hoạt động tương tự như là GBTC. Ngoài ra thì Arkham cũng khẳng định thêm Robinhood, ứng dụng đầu tư chứng khoán và crypto phổ biến tại Mỹ thì đang thay mặt các khách hàng nắm giữ hơn 3 tỷ đô BTC và 3,54 tỷ đô USD ETH, cao lần thứ 3 trên mạng Bitcoin và thứ 5 ở trên mạng Ethereum. Tin vắn cuối cùng trong ngày đó chính là nhà cái cá cược crypto Stake bị thiệt hại lên đến 41 triệu đô khi mà bị tấn công online. Stake thì là giao thức cá cược bằng crypto tương tự như là Robit đang hoạt động sôi nổi trong mảng gambling. Dự án thì đã ra mắt vào năm 2017 và đã được chính phủ Curacao cấp phép kinh doanh. Các sản phẩm của Stake thì khá là đa dạng, từ các sản phẩm như là sòng bạc trực tuyến đến cá cược bóng đá và cuối cùng là xổ số điện tử. Tối ngày 4 tháng 9 vừa qua thì theo tờ Berkshire đã phát hiện và báo động giao dịch đáng ngờ xảy ra ở trên nền tảng của Stake. Khả năng cao Stake đã rơi vào tình trạng mất an toàn. Theo tra cứu on-chain thì đã có khoảng 6.000 Ethereum, 3,9 triệu đô USDT, 1,1 triệu USDC và 900.000 DAI thì đã được chuyển đến địa chỉ ví của hacker. Sau đó thì kẻ tấn công đã chuyển đổi hết số lượng stablecoin này sang Ethereum. Hiện tại thì thiệt hại ước tính ban đầu của sự cố là khoảng 16 triệu đô. Sau đó thì hacker đã tiếp tục có động thái xâm phạm đến nền tảng, 25,6 triệu đô ở trên BNB chain và Polygon thì đã bị rút cạn, nâng tổng số thiệt hại lên đến con số khủng khiếp là khoảng 41,3 triệu đô la Mỹ. Lần theo dấu vết của hacker ở trên Etherscan thì có thể thấy Stake đã bị lộ private key, từ đó mất quyền kiểm soát ví cho hacker chứ không ảnh hưởng đến các smart contract hay là các hợp đồng thông minh liên quan. Tính đến thời điểm quay video này thì bản thân dự án vẫn chưa lên tiếng làm rõ vụ việc trên. Tuy nhiên, dạo một vòng dư luận ở trên Twitter và X thì đã có không ít lời kêu gọi người dùng hãy nhanh chóng rút tiền ra khỏi Stake nếu không bị mất tiền oan. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức quan trọng của thế giới crypto trong tuần vừa qua. Anh em nghĩ sao về những tin tức này? Hãy cùng comment suy nghĩ và nhận định của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!